Đoàn công tác của quân khu 7 do đại tá Phạm Phú Ý, phó tham mưu trưởng quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện 9 tháng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và làm việc với Bộ Tư lệnh Dùng hai Hải quân về việc lập kế hoạch hiệp đồng tổ chức và huấn luyện hải đội dân quân thường trực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 9 tháng qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bộ dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 72 người thuộc các đối tượng 2 và 4, 195 chủ phương tiện tàu thuyền, 25.000 lượt tăng ni Phật tử tại Thiền Tôn Phật Quang, thị xã Phú Mỹ, tổ chức hội 021. Có 170 thí sinh xét tuyển vào trung cấp chuyên nghiệp, đăng ký tuyển sinh đào tạo ngành quân sự, cơ sở, 23 cán bộ, đạt 50% chỉ tiêu quân khu giao. Tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, đoàn đã nghe báo cáo của Tư lệnh vùng 2 về việc lập kế hoạch, hiệp đồng tổ chức và huấn luyện hải đội dân quân thường trực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như thống nhất với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân về kế hoạch hiệp đồng tiếp nhận và bảo đảm nơi neo đậu tàu đúng theo quy định, trao đổi về kinh nghiệm tổ chức quản lý, huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật đối với lực lượng này và các nội dung liên quan.